Thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ đẩy mạnh huấn luyện để chuẩn bị lên đường hỗ trợ chống Ebola, tin từ Hoa Kỳ. Trong bối cảnh quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị gửi thêm hỗ trợ nhằm ngăn chặn đại dịch Ebola ở Tây Phi, các binh sĩ tại Fort Campbell, Kentucky hiện đang phải đẩy mạnh huấn luyện để tránh tiếp xúc với loại virus chết người nói trên. Theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố vào tháng 9 cho biết, Sư đoàn Không vận 101 Hoa Kỳ sẽ được triển khai cùng với 1.800 binh sĩ đến Monrovia, Liberia vào cuối tháng 10 như một phần trong chiến dịch hỗ trợ Operation United Assistance. Các binh sĩ hiện đang được đào tạo một cách cẩn thận bởi các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Y học Quân đội nhằm giúp họ hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của Ebola. Dựa theo những đợt triển khai binh sĩ từng được công bố trước đó, đợt hỗ trợ lần này sẽ nâng tổng số binh sĩ Hoa Kỳ tham gia chống bệnh lên tới 3.200 người. Virus Ebola đã giết chết gần 4.000 người ở Tây Phi kể từ hồi tháng 3 vừa qua. Đây là dịch Ebola lớn nhất từng được ghi nhận từ trước tới nay. Căn bệnh này gây ra sốt xuất huyết và nó lây lan trực tiếp thông qua việc tiếp xúc với dịch thể của người bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy là Ebola đã được khống chế tại Liberia, Sierra Leone và Guinea.